Đúng cô rồi. Cô cắp xe tôi. Anh nhầm người rồi. Cô cắp xe tôi. Cô trả xe tôi. Anh làm gì? Buông tôi ra. Trả xe tôi đi. Trời đất ơi, cô biết tôi khổ cỡ nào không? Cô còn cắp xe tôi. Không lấy xe của ông. Cô em làm gì vậy? Cổ là người xấu. Cổ cắp xe tôi. Cổ bị tôi bắt. Tôi không quen em này. Vậy ta nói chuyện với tôi nữa. Không. Đừng với tôi nữa. Nè, đứng lại. Làm gì mày? Hả? Mày làm gì vậy? Ông có sao không vậy? Cậu cắp xe tôi. Ông nói bậy. Ông mới là người ăn cắp đó. Mày đứng yên cho tao. Muốn biết ai ăn cắp để tôi kêu công an tới là biết liền chứ gì. Thiệt mà, bữa đó là sinh nhật con tôi. Thường á là bên tôi á làm cứ 18 tuổi làm sinh nhật lớn lắm. Đúng rồi, ở đây vậy á. Cũng vì vậy á mà coi như xém tung hai cha con nhà kia. Đứa nhỏ trai hay gái, nhiêu tuổi? Con bé đó tầm khoảng 5-6 tuổi gì á. Cái ông đó không biết có phải là cha nó không nữa mà thấy ông xấu quắc à, mà lưng người gù nữa. Trời ơi, còn ai nữa? Hai cha con thằng Mô. Rồi hai cha con nó đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Lúc đó hai vợ chồng tôi xém tung hai cha con nhà nó. Rồi tự nhiên có cái ông xe tải á, ông đi tới, ông hỏi cái gì á. Ông cho hai cha con nhà nó đi quá gian. Hai cha con đi đâu? Đi đâu? Cái xe đó thường lên mấy cái chợ đầu mối hoặc là chợ tỉnh hoặc là Sài Gòn gì đó. Tôi muốn hỏi cô Hồng nợ mấy anh bao nhiêu tiền? Nợ bao nhiêu hả? Cả vốn lẫn lãi là 250 triệu. Mày có đủ khả năng để tính không? Sao nhiều? Số tiền đó giờ tôi không có. Nhưng mà tôi có thể làm cho cô Hồng rồi trả từ từ. Tha cho cô Hồng được không? Trả dần. Mày có biết cô Hồng trốn nợ tao bao nhiêu lần không? Tao đâu có ngu để tin tụi mày. Nè, tao bảo đảm vụ này